trời trời ơi. Ui da. Mày bị cặn mày đuôi hả mày? Ờ, anh ơi, anh đi bộ, anh không nhìn được đụng chúng tôi anh còn la tôi nói là làm sao? Mày hết cãi không? Mày đi xe tao đi bộ mày cãi hả? Thôi ai cãi với anh làm gì? Anh có sao không? Sao chăng gì đồ tôi vô hết trơn nè. Rồi đi. Thôi cho tôi xin lỗi nha. Lỗi không? Mày xin lỗi lắm nhưng mà bây giờ nha. Anh đừng có quá đáng nha. Anh đi bộ, anh lo bấm điện thoại, anh đi sai đường đụng trúng tôi. Tôi xin lỗi anh là để giảng hòa, chứ mà tôi sợ anh đâu nha. Đừng kiếm chuyện. Rồi anh thích sao? Rồi thôi, làm căng. Sớm gặp cô hồn. Cái anh này. Dạ anh ơi, cho em hỏi thăm xíu được không ạ? À, nhậu hả? Vô đây. Dạ không có. Em là bên tiếp thị bia á. Bên công ty em hiện tại có nhiều sản phẩm là rẻ hơn giá thị trường đến 40-50 ngàn một thùng ạ. Là bán bia là giảm giá 40-50 ngàn á hả? Dạ đúng rồi. Loại nào cũng vậy hả? Dạ đúng. Ê, vậy chở liền cho anh 20 thùng đi. Dạ ok anh. Chở liền nha. Ủa mà anh ơi. Hả? Bên công ty em á là có quy định á là mình phải đặt cọc rồi tụi em mới giao hàng được. Gì cọc cha, có biết cha ai đâu, cọc rồi lỡ đi luôn rồi sao? Anh nè, em cho anh xem. Đây là tên công ty của em, với lại những cái hóa đơn khách hàng đặt cọc cho em nè, tiền bạc rồi nhiêu quá trời đây, không lẽ em đi lừa anh làm gì? Nhưng mà giờ tôi cọc là cọc khoảng nhiêu được? Dạ của anh là 20 thùng đúng không vậy? Ừ. Là hóa đơn của anh là 6 triệu. Vậy anh cho em xin 1 triệu tiền cọc là được rồi. 1 triệu hả? Dạ. Mà ổn không? Dạ ổn chứ. Dạ, dạ alo em nghe chị. Dạ dạ. 100 thùng hả chị? À dạ dạ. Vậy để em hỏi lại nhân viên em kiểm tra trong cái kho có còn không nha chị. Tại cũng đang cháy hàng. Với lại cũng có nhiều khách đang hẹn nhưng mà chưa chốt á chị. Dạ 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 dạ. Em ưu tiên cho khách ruột mà. Dạ. Dạ ok chị. Dạ dạ. À, em xin phép em về công ty có chuyện anh. Dạ. Ê vậy nè, nè tiền cọc nè. Trả liền cho tôi 20 phòng đi. À, dạ ok anh. Dạ. Trả liền nha cha để tôi bán á. Dạ trong vòng 30 phút là có liền anh yên tâm. Dạ. Ê sao anh? Quên nữa. Đưa số điện thoại không biết gọi sao được. À đây anh đưa em bấm cho. Dạ. Dạ, em tên Tú, anh lưu vô đi ạ. Dạ. Chở nhanh á. Dạ dạ ok anh, 30 phút có liền, anh yên tâm. À, em chào anh. Quỷ này gọi giờ khóa máy không nghe máy ta. Ây da, ây da, tại sao cái đường xấu quá. Ê vô anh Linh. Tới giao hàng nè. Mày làm gì cái mặt cà rầu rầu chứ nội. Trời, thằng quỷ giao bia nãy giờ 3 tiếng đồng hồ mà chưa thấy giao nữa mà gọi khóa máy. Là sao vụ gì? Lẽ mình bị lừa ta. Cái vụ gì? Hồi nãy tao đang ngồi nè. Ừ. Xong rồi tiện có thằng nào mặc đồ lịch sự lắm. Rồi nó nói bia bên nó rẻ 40-50 ngàn thùng. Tao đặt 20 thùng. Nó nói là nửa tiếng nữa có mặt. Giờ chờ hoài nó giờ 3 tiếng mấy đồng hồ không có. Nãy đưa nó trước 1 triệu rồi. Rồi tiếp thị đó nó quen hay nó lạ? Trời ơi tiếp thị làm như shipper rồi vậy quen. Ông nội cũng hay quá à, lạ mà không dám đặt cọc tiền. Tại vì cũng ham rẻ, ai biết đâu giờ chả biết làm sao rồi. Nãy giờ không nghe máy bực bội. Có số điện thoại không? Vô đây đây. Nè có mà gọi nó khóa máy nãy giờ nè. Vô đây. Rồi thôi trong quán đi. Ê vậy coi được giúp anh coi. Để tôi lo cho. Rồi quán nó đi bán ế ẩm rồi. Đi hả? Ờ. Cái thằng đụng xe hồi sáng. Dạ chào hai anh. Không biết là hai anh có thể cho em làm phiền ít phút được không ạ? Ờ ok anh trai. Ngồi xuống đi. Có chuyện gì không anh? Dạ em bên tiếp thị bia á. Bên em hiện tại có những cái sản phẩm mà rẻ hơn giá thị trường là từ 60-80 ngàn một sản phẩm ạ. Là một thùng bia rẻ hơn 60-80 ngàn? Dạ đúng rồi. Cha rẻ dữ vậy ta. Đó đó có loại nào cho tôi coi thử coi. Dạ đây anh xem đi. Rồi anh có mua được cái nào thì anh nói em. Hiện tại bên công ty của em á Tết này có nhiều dịch vụ để chi ăn khách hàng lắm.
Chà, tiện lợi dữ vậy. Nếu mà rẻ vậy thì anh cho tôi đặt 10 thùng bia đi. 10 thùng? Ừ. Dạ, không biết anh có thể cho em biết tên để tiện xưng hô được không ạ? À, tôi tên Tính. Anh Tính? Dạ. Dạ, của anh Tính là 10 thùng bia. Cái loại mắc nhất của anh hiện tại á. Dạ, vậy anh cho em xin 850.000 tiền cọc được không ạ? Ủa, tiền cọc gì anh trai? Tôi tưởng đâu là giao bia tới chỗ rồi tôi trả tiền chứ. Dạ không, sản phẩm bên em á thì anh biết mà, Tết rồi, cháy hàng lắm. Với lại anh phải đặt cọc trước á thì tụi em mới giao bia cho anh được. Rồi lỡ tôi không đặt cọc rồi sao? Thì không giao được anh. Mà lỡ tôi đặt cọc rồi cái anh lấy tiền anh bỏ trốn luôn sao anh trai? Anh vui tính ghê. Công ty em rành rành vậy nè, có mấy trăm ngàn để em đi lừa anh. Với lại lừa anh xong rồi em đi đường nào? Đường nào hả? Con đường mà không ai biết á anh trai. Ủa? Sao bắt em anh? Còn chối nữa hả? Đừng diễn nữa, đóng kịch như nó đủ rồi. Em có đóng kịch gì đâu, em biết gì đâu. Anh đừng có giả bộ, anh đóng làm mấy người tiếp thị bia. Xong cái anh lấy tiền cọc của mấy ông chủ quán dễ tin người. Xong rồi cái anh trốn luôn, anh tắt máy. Anh lấy tiền người ta hả? Nè, chó mà còn chừng tao đó. Đứng dậy nè. Mày coi chừng không? Hả? Má con chó, mày là ai? Hồi nãy tao nói rồi, tao là Tính. Mọi người hay gọi tao là Tính Shipper. Và nhắc cho mày nhớ, với Tính Shipper không có gì là khó. Còn mày, lên.